Chào mừng các bạn đã đến với video của Goal Việt Nam với những thông tin cập nhật và diễn biến mới nhất xung quanh các trận đấu thuộc vòng 18 Euro 2020 cùng các tin tức bên lề khác. Đối mặt với đội tuyển Cộng hòa Séc, đội tuyển Hà Lan được dự đoán sẽ giành chiến thắng để có tấm vé vào vòng tứ kết. Tuy nhiên, diễn biến trên sân vận động Fred Puskas lại hoàn toàn trái ngược. Sau 45 phút đầu tiên với sự giằng co đầy căng thẳng, bước ngoặt đã đến phút 55 khi đội tuyển Hà Lan phải chơi thiếu người. De Ligt bị truất quyền thi đấu vì lỗi dùng tay chơi bóng trong một tình huống mà trung vệ này mắc sai lầm ngay trước vòng cấm địa. Đội tuyển Cộng hòa Séc sau đó đã tận dụng rất tốt lợi thế hơn người và có được bàn mở tỷ số do công của Thomas Hou ở phút 68 trong một tình huống dàn xếp đá phạt góc. Đến phút 80, Patrick Schick dập tắt mọi hy vọng dành cho đoàn quân Frank de Boer khi tận dụng đường truyền của Thomas Hou để dứt điểm vào góc gần, không cho thủ môn Schellenberg cơ hội cản phá để qua đó ấn định chiến thắng 2-0 vô cùng xứng đáng cho Cộng hòa Séc. Ở vòng tứ kết, đội tuyển Cộng hòa Séc sẽ gặp Đan Mạch, đội bóng đã giành chiến thắng đậm 4-0 trước xứ Wales tại vòng 18. Cặp đấu còn lại của loạt trận đêm qua và rạng sáng nay là cuộc so tài giữa Bỉ và Bồ Đào Nha, hai đại diện được coi là ứng viên vô địch tại giải đấu năm nay. Trong phần lớn thời gian của hiệp 1, Bồ Đào Nha là đội chơi nhỉnh hơn khi tạo ra những cơ hội nguy hiểm ở về phía khung thành đối phương. Thế nhưng, đội tuyển Bỉ mới là những người có bàn mở tỷ số. Phút 42, tiền vệ Thorgan Hazard tung cú ná đại bác rất đẹp mắt từ ngoài vòng cấm địa, khiến thủ thành Rui Patricio dù bay người hết cỡ cũng không thể cản phá. Có được bàn thắng, các cầu thủ Bỉ sau đó lui về tổ chức phòng ngự chặt chẽ và tìm kiếm cơ hội qua những đường phản công. Trong khi đó, Cristiano Ronaldo cùng các đồng đội tuy đã vô cùng nỗ lực nhưng chẳng thể nào tạo ra sức ép đủ lớn lên khung thành của thủ môn Thibaut Courtois. Tỷ số 1-0 cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu và qua đó, đội tuyển Bồ Đào Nha trở thành cựu vương châu Âu. Đội tuyển Bỉ giành vé vào vòng tứ kết và sẽ đối đầu với Italia trong trận đấu diễn ra vào rạng sáng mùng 3 tháng 7 tới. Đội tuyển Bỉ đã vào tứ kết với chiến thắng nhọc nhằn trước đội tuyển Bồ Đào Nha, nhưng huấn luyện viên Roberto Martinez đã đứng trước những nỗi lo rất lớn về mặt lực lượng khi hai trụ cột là Kevin De Bruyne và Eden Hazard gặp chấn thương. De Bruyne bị đau sau một pha va chạm với Joao Paulinha ở cuối hiệp 1. Dù vẫn tiếp tục thi đấu khi hiệp 2 bắt đầu, nhưng anh đã nhanh chóng rời sân khi đồng hồ điểm sang phút thứ 48. Tiền vệ 29 tuổi bị đau ở phần bắp đùi và hiện vẫn chưa rõ mức độ nặng nhẹ của chấn thương này. Trong khi đó, Eden Hazard được đẩy ra ở phút thứ 87 sau khi đã ra dấu xin thay người. Theo quan sát, đội trưởng đội tuyển Bỉ gặp vấn đề ở gân khéo chân phải. Tại cuộc họp báo sau trận, huấn luyện Martinez cho biết cả hai cầu thủ sẽ được các bác sĩ của đội theo dõi tình hình một cách sát sao trong vòng 48 giờ tới. Nếu cả De Bruyne lẫn Hazard cùng vắng mặt ở trận gặp Italia, đây sẽ là tổn thất vô cùng nghiêm trọng lên sức mạnh của toàn đội. Chuyển sang diễn biến tại lượt trận cuối của vòng bảng B Copa America 2021, vào rạng sáng nay, đội chủ nhà Brazil có cuộc đối đầu với Ecuador, đối thủ được xem là đánh giá yếu hơn. Phút 37, hậu vệ Eder Militao ghi bàn sau đường chuyền của Everton Suarez trong một tình huống dàn xếp đá phạt. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của cầu thủ thuộc biên chế Real Madrid cho đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, lợi thế dẫn bàn của Brazil không duy trì được lâu. 8 phút sau giờ nghỉ, Angel Mena ghi bàn gỡ hòa cho đội tuyển Ecuador sau đường kiến tạo của Ener Valencia. Tỷ số 1 đều được duy trì cho đến hết trận. Kết quả này đã chấm dứt chuỗi 10 trận toàn thắng liên tiếp của Brazil trên mọi đấu trường. Dù vậy, nó vẫn đủ để giúp cho đội chủ nhà Copa America đi tiếp với vị trí dẫn đầu bảng B. Trong khi đó, Ecuador cũng giành vé vào vòng tứ kết với 3 điểm sau 4 lượt trận. Bởi ở lượt trận đầu diễn ra cùng giờ, đối thủ cạnh tranh trực tiếp với họ là Venezuela đã để thua trước Peru và xếp chốt bảng với chỉ 2 điểm. Vào đêm qua, Barcelona đã thông báo chia tay trung vệ Todibo khi thương vụ chuyển nhượng cầu thủ này tới câu lạc bộ Nice được hoàn tất với mức giá 8,5 triệu euro, kèm thêm các điều khoản gia tăng lên đến 7 triou euro. Cầu thủ người Pháp gia nhập đội chủ sân Nou Camp theo dạng chuyển nhượng tự do cách đây 3 năm nhưng không thể chen chân vào đội 1. Mùa giải 2020-21 vừa qua, anh thi đấu cho Nice theo dạng cho mượn và đã gây ấn tượng, khiến đại diện nước Pháp quyết định mua đứt. Trong điều khoản hợp đồng, Barcelona sẽ được hưởng một phần tiền chuyển nhượng trong trường hợp đội bóng này bán Todibo trong tương lai.